Lại nữa thiện hiện các đại Bồ Tát Đối với giáo pháp tương ưng sáu phép ba la mật đa mà chư như lai đã nói Hoặc tóm lược hoặc quảng diễn Thì khi tinh cần tu học nên đối với các pháp Như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật Bạch Thế Tôn làm sao Đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Phật dạy, này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của sắc, như thật rõ biết tướng chân như của thọ tưởng hành thức, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của nhãn xứ, như thật rõ biết tướng chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện nếu đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của sắc xứ, như thật rõ biết tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ, thì đại Bồ Tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của nhãn giới, như thật rõ biết tướng chân như của nhi tĩ thể thân ý giới, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng chân như của sắc giới, như thật rõ biết tướng chân như của thanh hương vị xúc pháp giới, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của nhãn thức giới như thật rõ biết tướng chân như của nhi tĩ thể thân ý thức giới thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của nhãn xúc như thật rõ biết tướng chân như của nhi tĩ thể thân ý xúc thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện nếu đại bồ tát như thật rõ biết tướng chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra như thật rõ biết tướng chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra thì đại bồ tát ấy đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn